cho quý vị hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 11 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần tập đoàn mắt kính ánh rạng AR Group trở thành đại diện chính thức của thương hiệu mắt kính Moji Gym tại Việt Nam. Moji Gym là thương hiệu kính mát Polarize cao cấp danh tiếng toàn cầu có trụ sở tại Mỹ. Công nghệ trồng kính độc quyền đã được cấp bằng sáng chế, có tính năng hỗ trợ thị lực và bảo vệ sức khỏe mắt, đặc biệt là khả năng cải thiện màu sắc với độ chân thực. Toàn bộ sản phẩm đều được thiết kế và thử nghiệm ở Hawaii, cũng chính là nơi xuất xứ của thương hiệu. Trồng kính của Moji Gym là một cái trồng rất là đặc biệt mà không có một cái thương hiệu nào có thể vượt qua. Chỉ những sunglass cho kính bình thường không có độ mà họ làm luôn cả kính độ, mà tất cả sản phẩm đều làm tại Mỹ. Ánh sáng của nó làm rất là dịu, làm cái tầm nhìn của mình thoải mái lắm. Bản thân mình là một người yêu thời trang cho nên là mình rất là ưu tiên những cái dòng kính mà có nhiều mẫu mã. Với vị thế là tập đoàn đứng đầu trong ngành phân phối và bán lẻ mắt kính tại thị trường Việt Nam, AR Group luôn là thương hiệu được các tập đoàn lớn tin tưởng trao quyền đại diện phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.